Đầu tiên hãy cùng với Minh Xu gặp gỡ thành phần ban giám khảo. Xin được giới thiệu giám khảo Trấn Thành. Xin được giới thiệu giám khảo ca sĩ Minh Tuyết. Và người cuối cùng ngày hôm nay, giám khảo đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Ngày hôm nay mỗi người đã có một sự xuất hiện mới mẻ hơn. Và đặc biệt anh Nam công nhận là càng ngày anh càng trẻ luôn á. Anh, cái động tác mà chỉnh kiến rồi bắn tim này là anh chuẩn bị lâu chưa ạ? Chia sẻ với khán giả luôn là cũng có học từ Minh Xu. Thì Minh Xu ở hậu đài bày Hoàng Nhật Nam cách posing tạo dáng. Nhưng mà anh Nam khác Minh Xu. Đúng. Minh Xu là làm tạo dáng theo kiểu xì tin mà. Phạt, 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 phạt. Nó không có ý nghĩa trong từng động tác. Nhưng là đạo diễn Hoàng Nhật Nam là có ý nghĩa nha. Dạ. Ví dụ cái chứng kiến. Tôi yêu quý vị. Bữa nay tôi tăng độ rồi. Bữa nay tôi tăng độ rồi. Cận nặng hơn. Cận nặng hơn rồi đó anh Thành. Đó, là để như vậy đó. Tôi cận nặng hơn. Thành hiểu gần đúng ý thôi. Quý vị ơi, đau đầu quá. Suy nghĩ như thế nào để năm này khó khăn quá. Đó, chị Minh Tuyết, chị có một lời góp ý động viên tinh thần gì cho những bạn thí sinh tuần này hay không? Tại vì đêm nay sẽ là cơ hội cuối cùng để cho các bạn hát solo những ca sĩ thần tượng của mình ạ. Tuần trước đấy, các bạn làm rất là tốt rồi. Đêm hôm nay các bạn hãy thoải mái và tỏa sáng. Thì mình sẽ chạm được đến trái tim của hàng ngàn, hàng vạn khán giả và kể cả ban giám khảo ngày hôm nay. Dạ, hãy cứ là chính mình được không hãy chị? Hãy cứ là chính mình. Ý vậy, hãy cứ là chính thần tượng của mình. Vâng, em quên. Hãy cứ là chính mình đi rồi rớt. Đi về. Anh Thành ơi, có vẻ như là bốn thí sinh tuần này khá là đáng gờm và nặng ký. Anh muốn tâm sự điều gì tiếng lòng riêng của bản thân mình thôi, dành cho bốn thí sinh ạ? Tôi muốn tâm sự với chương trình rằng là tôi càng ngày càng cảm thấy đây không còn là một chương trình cuộc thi ca nhạc thuần túy. Dạ. Nó đã dần biến thành show hài của các giám khảo. Khi họ liên tục bình luận về thời trang, cũng như là lối sống, ngay cả việc tăng cân và mang một đôi giày mới cũng có thể trở thành một chủ đề. Kể cả khi đeo một chiếc nhẫn hột xoàn thiệt bự mới. Nói cho quý vị nghe. Nói cho quý vị nghe. Tôi không phải là người khoe khoang thưa quý vị. Tôi tuyệt đối không phải là người khoe khoang. Không phải là người khoe khoang. Thành sổ mũi hả Thành? Có nhức đầu không? Trời thì, ngại á. Ngại thì người ta thường che lại. Chó dễ sợ luôn á. Chắc em đeo kiến luôn á. Cho tới ngày hôm nay tôi chợt nhận ra, thí sinh đến đây được học tập, được enjoy, được biểu diễn. Giám khảo đến đây được vui chứ không chỉ là thưởng thức không nữa. Dạ. Được kiếm chuyện gây lộn nhau. Gây lộn nhau. MC được vùi dập. Trời, được vùi dập. Đúng không? Và cũng tạo niềm vui. Đó. Khán giả xem thì được thưởng thức. Đó. Đó. Được thỏa mãn. Cho nên quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi liên tiếp. Tại vì mùa 4 mà có thể có được thì 5, 6, 7, 8, 9, 10 sẽ có. Dạ. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều và chúc cho ban giám khảo sẽ có một buổi tối thưởng thức nghệ thuật thật là hay đến từ 4 thí sinh tuần này. Quý vị thân mến, không đợi tất cả quý vị chờ lâu hơn nữa. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng đến với vòng thi đấu thứ 3 với tên gọi Biến Hóa. Xin mời. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ sẽ là tiết mục dự thi cuối cùng của thí sinh Văn Sĩ. Văn Sĩ sẽ hóa thân thành ca sĩ Trường Vũ một lần nữa với ca khúc solo của bản thân mình. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi. Xót cho ta trăm nghìn chung sâu đọc
đừng một lời nào mai mịa cho nhau. Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc, cho mang mang đến tột đỉnh sầu. Này giấc đi em, từng chén buồn cay đắng, cho ta cười trong nỗi xót xa đường. Giấc nở đi em giấc đây ly cạn, say dùng ta như từ thỏa bao giờ. Em cứ lên ngồi đi, xin đừng run và đừng sợ, bởi ta say nên thần tượng cũng lu mờ. Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú, trong âm vang vang dậy sóng sông hồ. Giấc nữa đi em, rồi mai về xứ lạ, để mình ta buồn cho heo hắt tim gan. Thế thật rồi sao, thôi ta xin từ ta, cuộc tình này rồi cũng đến giờ xa. Này này uống đi em, một giọt sau ly biệt, cho ta về trong nỗi nhớ bốn tên. Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết, bởi sông dài ta còn mãi lênh đênh. Nên thần tượng cũng lu mờ. Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú, trong âm vang vang dậy sóng sông hồ. Giấc nữa đi em, rồi mai về xứ lạ, để mình ta buồn cho heo hắt tim gan. Thế thật rồi sao, thôi ta xin từ ta, cuộc tình này rồi cũng đến giờ ra. Này này uống đi em, một giọt sau ly biệt, cho ta về trong nỗi nhớ bốn tên. Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết, bởi sông dài ta còn mãi lênh đênh. Bởi sông dài ta còn mãi lấy đây.
Một tràng hô tay cho Văn Sĩ. Dạ. Rất là tuyệt vời. Minh Xù thấy là giám khảo ngồi phía dưới gật gù từ lúc này tới lúc khác luôn. Anh Thành cầu được ước thấy. À đó, tại vì định nói Thành đó. Ây da. Cầu được ước thấy đó. Bây giờ sắm cái nanh heo. Cái nanh heo đeo vô là ngon. Mới mua hay gì anh ơi, vàng không anh ơi? Dạ em mới mua. Hay quá. Đầu tư chất lượng. Chất lượng. Dạ. À đừng có nói là nghe Trấn Thành nói xem co cho người chạy đi mua liền nha. Dạ nãy anh Trấn Thành nói em cho vợ em đi mua liền. Kia đi thi vợ cắm, này đi thi vợ mua cái nào đó, thấy chưa? Chết thiệt. Tức thiệt. Tức. Thế cảm xúc của anh Thành luôn đi về tiết mục này ạ, mời anh. Hôm nay anh hát bài này, nếu tôi nói mà 10 điểm thì nó hơi quá đáng, nhưng mà nó cũng được 9 điểm rưỡi chứ không phải giỡn. Nói thiệt là bữa nay là anh hát bài này hay đó. Rất là lợi hại luôn. Ông này càng nói em càng sung nè. Ông này càng ngày em càng tự tin là bắt đầu ổng tung chiêu nè. Trời sao? Không, nhờ ông có vợ đi cùng. Bà vợ đi mua cái ngà voi. Ủa nhưng mà sao mà kiếm được cái này hay vậy trời? Anh mua bên nha khoa đó Xù. À, anh hát cái bài này á, nó tinh tế nha. Nó có sự trải đời của một người đàn ông. Và có những cái chữ mà khi bắt đầu hát anh Trường Vũ ảnh phát âm nó hơi bị người Hoa đó, thì anh cũng nhái được luôn cái điều đó. Nó rất là hay. Và có những cái nốt á, tại cái bài này nó say say mà, cho nên hát có những cái nốt đó nó không có là đưa lên đúng nốt, nhưng mà đó là cái signature của anh Vũ khi hát cái bài này, thì anh cũng làm đúng được cái đó luôn. Và cái bài này anh phrasing rất tốt, anh tách câu cực kỳ tốt, mà cái cách anh đi, anh thả cái tay lúc anh quay đằng sau lưng mà cái máy bắt cận cái gáy của anh, trời ơi, y chang anh Trường Vũ. Cho nên là với bài này với tôi là anh cực kỳ ấn tượng. Chúc mừng anh. Chị Minh Tuyết ạ, à, xin mời chị. À, tại nãy Thành không thấy lúc ảnh đi từ trong ra giống anh Vũ lắm. Tại vì anh Vũ đi anh hay cũng hay thả lỏng hai cái tay. Và anh Vũ có một cái điều là anh Vũ bận đồ vét ấy, giống y như anh vậy. Phải rộng, anh, mình anh rộng. Bận rất là rộng. Cho nên á, cái tướng của anh đi rất là giống anh Vũ. Cái là điều thứ nhất, em nói về hình thể bên ngoài. À, anh bỏ thêm những cái chi tiết nhỏ của anh Vũ vô. Ví dụ như là anh hát, ảnh nhúng xuống làm cho anh nó có nhiều điểm hơn. Còn nói về giọng hát á, anh hát rất là có hồn. Mà cái hát có hồn nó quan trọng lắm. Bởi vì một người nghệ sĩ thành công là bởi vì người ta hát có hồn, người ta đưa được cái hồn vào lòng của người khán giả. Hôm nay phải cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã có một cái tái hiện lại một cái khung hình rất là xưa rồi mới thấy ở trên sân khấu này. Với tiết mục này thì tôi có một cái sự lo lắng trước khi mà nó diễn ra. Đó là nhiều cái tivi màn hình phía sau lấy live camera cái gương mặt của ca sĩ đưa lên. Nếu như mà anh có một cái sơ suất nào đó rất là nhỏ thôi về mặt biểu cảm thì mọi thứ đều sẽ được phóng lớn lên như vậy. Tuy nhiên thì ngày hôm nay từng cái biểu cảm trên gương mặt và mọi thứ dán đi, toàn tâm toàn ý của anh đã đưa vào bài hát. Và ngoài ra thì tôi cũng có tìm hiểu về cái bài hát này. Túy ca không phải là mấy ông nhậu xỉn rồi hát với nhau đâu, mà hát vì đau, vì mất người yêu. Mà không phải là mất vì chia xa đâu nha, mà nhạc sĩ Châu Kỳ, người yêu qua đời. Đó, qua đời và ông buồn quá, ông bỏ Nha Trang và vào Sài Gòn thì gặp nhà thơ Trương Minh Dũng. Rồi hai người bạn tâm giao dùng cái men gọi là chuyến choáng để mà chia sẻ với nhau những cái chuyện đời và cái nỗi đau đó. Thì cuối cùng cộng hưởng lên cái bài này. Tôi hình dung ra cái quang cảnh đó, hình dung với những cái gì đã qua cái hoàn cảnh này. Với những gì mà anh Văn Sĩ hát thì mọi thứ đều khớp, khớp về mặt cảm xúc. Cho nên là tôi nghĩ là nó tạo nên một cái giá trị về mặt gọi là đồng cảm rất là lớn. Mà nói về mà cái sự mà mất mát người yêu, mà nếu như mà đã mất á, thì thiệt sự cũng ám ảnh dễ sợ lắm Tuyết. À, đập vỡ gương ra tìm lấy bóng, xếp tàn y lại để dành hương. Có nghĩa là dành hương hả? Để dành hương của cái người Vương Phi đã mất á. Đó, wow. Thì cái đó là một cái câu thơ của một cái vị vua nhà Nguyễn, khi mà cái người Vương Phi mà mình yêu quý mất. Đó, hoặc là thoáng hiện em về trong đáy cốc, chuyện trò như chuyện một đêm xưa. Có nghĩa là hả? Có nghĩa là trong cái đáy cốc mà để uống nước hay là uống một cái ly rượu hay một cái ly trà gì đó, thấy người yêu mình trong cái đáy cốc đó. Hay. Chương trình này có một đạo diễn rất là có tâm. Nhờ đạo diễn có tâm như vậy mà Tuyết biết được nhiều cái câu chuyện đằng sau những cái bài hát đó.
Thì ngày hôm nay cảm ơn Nam đã cho Tuyết biết được rất là nhiều cái câu chuyện đằng sau ở rất là nhiều bài hát trong chương trình của ca sĩ Thần Tượng, và cũng cho rất là nhiều khán thính giả đang xem chương trình ca sĩ Thần Tượng hiểu những cái gốc gác, những cái câu chuyện thật là ý nghĩa, thấm đẫm nước mắt, thấm đẫm lệ ở mỗi cái bài hát mà đã thành danh. Một tràng hót tay xin được cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam, vừa là giám khảo nội tâm mà vừa là giám khảo có tâm, đúng không ạ? Xin được cảm ơn những lời nhận xét, đóng góp ý kiến của ban giám khảo dành cho anh. Xin được cảm ơn anh. Trời đổ mưa cho phố vắng mênh mông, khơi lòng bao nỗi nhớ. Trời làm mưa cho ước ao em thơ, mưa rơi tự bão giờ. Tình yêu đó phôi pha vào sương gió, những đêm mưa tinh nhỏ gửi nhớ thỏa hóng cho tâm tình thường hay ngõ. Trường táng về chung phố nhưng lúc trời chiều đổ mưa. Mưa rơi qua phố buồn chành lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vâng vương. Ngày xưa đường mưa ê chê cũng đưa đón nhau về, ấm đôi nhân tình trẻ. Một người sáng ngang cuộc đời, một người đêm tay gọi, chia ly có gì vui. Trời mưa nghe giá bu tìm, xu anh vào kỷ niệm thao thức trọn cả một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn, ngõ hồn mưa ngập lối. Tình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có buồn. Và từ đó những đêm trời mưa gió, thâu trăng người tình nhỏ nuôi nắng cả một đời, mối tình thời dài. Giờ đây đường hai lối, mưa gió về buồn nao ngồi. Rơi qua phố buồn chành lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ướng ê chê cũng đường đón nhau về, ấm đôi nhân tình trẻ. Một người sáng ngang cuộc đời, một người đêm tay gọi, chia ly có gì vui. Trời mưa nghe xa bút tim, xua anh vào kỷ niệm thao thức trọn cả một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn, ngõ hồn mưa ngập lối. Tình
hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có buồn. Và từ đó những đêm trời mưa gió, thâu trăng người tính nhỏ, nuôi nắng cả một đời mối tình thời xa ấy. Giờ đây đường hai lối, mưa gió về buồn não ngồi. Và từ đó những đêm trời mưa gió, thâu trăng người tính nhỏ, nuôi nắng cả một đời mối tình thời xa ấy. Giờ đây đường hai lối, mưa gió về buồn nào ngồi. Xin được giới thiệu Văn Tuấn. Ướt quá em. Đi mưa dữ dạ, ha. Dạ em mắc mưa. Trời ơi, mắc mưa từ cái đoạn nào mà vô tới sân khấu của chương trình luôn vậy, hay quá. Rất là đầu tư đúng không ạ? Đang lo càng hồi bị cảm. Cái xe hủ tiếu này á là vay mượn một cái ý khác thôi. Nếu mà đúng á là không phải là hủ tiếu, xe hủ tiếu như thế này. Nhạc sĩ Hà Phương năm 1960 là yêu một cái cô ca sĩ và hàng đêm thì thường đệm đàn cho cổ hát. Rồi từ đó mới ra là một loạt ba bài hát về mưa luôn, là Mưa đêm tỉnh nhỏ, Mưa trên phố vắng, Mùa mưa đi qua. Và nó cũng hao hao nhau từ những cái giai đoạn mà cùng nhau về trên những cái phố mưa đó. Nhưng mà về sau á, họ cũng không thành với nhau. Mưa sao thành được? Nội cái chuyện mắc mưa là thấy mình phải chạy, bỏ nhau chạy rồi. Thường mưa nó đại diện cho chia ly và cô đơn, đúng không ạ? Những lúc mình cô đơn nhất mà trời mưa xuống, lúc đó mình hát hay nhất. Thì anh bị đắm chìm trong cái phần ca của Văn Tuấn. Mọi thứ đều hát rất là chỉnh chu. Cảm giác đúng là em vừa đi trên cái phố mưa. Và thực sự là cũng cảm thấy cái cơn lạnh đó nó lan từ em sang với những người đối diện. Thi mà lạnh là lo ạ. Đường xa ướt mưa mà. Anh chỉ muốn góp ý thêm một cái điểm, đó là cái ánh mắt của mình đó, lúc mình diễn thì em cố gắng xác định một cái phương ánh mắt của mình. Nếu cái đó ở với Trường Vũ thì Tuyết xin phép Nam là anh Trường Vũ thì ngược lại. Ví dụ giờ mình nói là bây giờ với Tuyết đi, khi mà nói về mưa thì tôi sẽ nhìn mưa, tôi sẽ nhìn rất lâu và mắt tôi sẽ rất là sâu. Nhưng anh Vũ là không. Ví dụ anh Vũ có ngước lên nhìn cái xong lại ngước xuống, lại lạng qua chỗ khác. Anh Vũ không bao giờ tập trung ánh mắt ở một chỗ nào đó lâu được hết. Nhưng mà ý là đừng quá nhanh. Ánh mắt của em sẽ di chuyển từ ánh đèn đường sang lên một cái bầu trời mưa, chứ không phải là em sẽ nhìn quanh xem thử là đã hết rồi hay chưa và giám khảo có vỗ tay cho mình hay không, sẽ làm cho người xem hơi bị giống như bị cắt cái mạch cảm xúc, mặc dù thì những cái nốt nhạc á vẫn đang rải về cuối và vẫn chưa dứt. Tôi tổng kết lại cái ý của cả Minh Tuyết và anh Nam á là nếu như mà bạn diễn Trường Vũ y chang nguyên một bài từ A đến Z mà bạn tinh tế luôn đến cái mức mà bạn để ý được cái chi tiết là anh Vũ anh không có tập trung một điểm nào đó được lâu á, thì điều này sẽ cực kỳ hiệu quả. Nhưng nó là với điều kiện là từ đầu tới đuôi bạn làm giống, thiệt là giống. Và cái đó là cái chi tiết bạn để ý được thì bạn show nó ra. Còn cái mà bạn đang làm trên sân khấu là do bản thân bạn không tập trung được thiệt. Bạn bị sao lãng với nhiều điểm nhìn, cho nên anh Nam anh phát hiện ra cái điều đó của bạn. Đó là cái sự sao lãng của riêng bản thân bạn thiệt. Bạn này là đang phục vụ tôi về audio thôi, chứ còn video là chưa được nha. Cái đường tiếng là ok, ngon lành. Còn cái đường hình là chưa được. Chưa được. Cũng bài trí dữ lắm. Đừng có đẩy cái xe hủ tiếu gõ đó lên rồi muốn làm gì làm. Giác cái cây rồi cái đèn đường ra đâu được. Tôi coi là tôi coi Trường Vũ chứ tôi đâu coi xe hủ tiếu. Dạ. Nhập hồn vào một tí khi mình hát. Cái cách anh dẫn một người chia tay gôi chia ly có gì vui. Ảnh không nhìn thẳng, ảnh dù nhìn xuống. Nhưng trong ánh mắt của ảnh là có trong câu cái đầu gật của ảnh hay là cái nhíu mắt của ảnh đều có ý nghĩa hết.
Và cái chữ mà tôi dùng từ là ở đó, thì tại vì cho dễ hiểu hả, bạn phải chọn chữ nào. Lần một bạn chọn chữ đó, lần hai bạn đừng chọn nữa. Tại vì anh Vũ anh không bao giờ ở một chỗ hai lần. Trời. Một người đi thì thiếu lần đầu anh ở chứ một đi. Thì xây cuộc đời một người đêm tay gối. Thí dụ vậy, anh sẽ chọn chữ tay ở lần hát thứ hai, ví dụ vậy. Tôi để ý bạn là có hai ba câu mà bạn nhắm đúng cái chữ đó để bạn miết nó ra thì có nghĩa là nó bị khuôn khổ. Thói quen. Bạn đừng làm như vậy, nó không hay. Tiết mục mình phải làm sao mà giống như ở người ở ngoài. Anh sẽ hát có lời một, anh sẽ chọn chữ này để anh tạo cái dấu ấn, anh nức nở. Lời hai thì anh chọn chữ khác, ví dụ vậy. Mình phải tìm cái chữ để mình chọn cho nó hợp lý. Yeah. Nhưng mà tôi thắc mắc là nếu bạn hát bình thường, bạn hát làm sao? Có nghĩa là bạn hát giọng bạn hay bạn hát giọng anh Trường Vũ? Em xin nói thật là khi em cất tiếng hát lên là nó đã như vậy rồi. Em không thể hát được giọng của chính bản thân mình được. Trời đất ơi, thấy thương không? Bạn có biết bài Em Không Sai Chúng Ta Sai không? Anh thần xưa ngu ngốc. Bạn biết bài Duyên Phận không? À đúng rồi, Duyên Phận. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sóng dòng đường dài. Cạnh nhà nẻo đơn bày em chưa lớn, chiếu đôi vai gánh nhọng nhằn. Hay à, để Trường Vũ chơi game show nè. Một lần nữa chúc mừng bạn Văn Tuấn nha. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi không gian của đêm nay bằng một tiết mục rất là dễ thương, tiết tấu của Như Quỳnh, ca khúc Người Tình Mùa Đông, với phần hóa thân của thí sinh nữ với một cái tên rất là dễ thương, đó chính là Hoàng Kim Yến. Xin mời tất cả quý vị. Đường vào tim em ơi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa rơi trên đường thầm thì. Vì đâu mưa anh không đến, đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi tay ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cầu trời mưa lũ vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Đường vào tim em bao con sóng, đầy tình anh xa bến xuân hoa mộng. Trái tim em muôn đầy lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa rơi trên đường thập thì. Vì đâu mưa anh không đến, đường vào tim em bao con sóng, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi tay ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cầu trời mưa lũ vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Đường vào tim em bao
lạnh lùng. Hỡi ơi trái tim mùa đông, từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa lắm, khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay, đường vào tim em bao con sóng, đầy tình anh xa bên xuân hoa màu. Trái tim em muôn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Dạ vâng, Như Quỳnh rất là dễ thương ngày hôm nay luôn. Công nhận á, lâu lắm rồi mới nghe là cái bài hát này. Và đặc biệt là hả, y chang hình tượng của chị Như Quỳnh luôn. Chị Tuyết thích dữ lắm luôn đó. Là tôi nói không thích sao? Ủa vậy hả? Thực sự cái bài này nó khó nha. Đừng ai nói bài này dễ, bởi vì bài này chữ rất là nhiều. Nếu mà mình không giữ vững cái cục hơi của mình á, là mình sẽ bị hụt liền. Chị tiếc quá, tại vì chị Như hát cái chữ ai đã đó, chị hát chị bung ra, nhưng mà chị không biết là vì nó quá cao cho em lại ém cái hơi, ngược lại em hát giọng gió. Hát chưa đã mà chưa có đã hả? Nó không có đã gì hết trơn đó. Em nên hát giọng thật nhiều hơn là giả thanh. Bạn phải để ý cái độ vang, mà hát cái chữ nó vang như cái tiếng chuông mà gõ một cái beng. Bạn có nha Thành. Có. Hồi nãy ba hát cái câu mà từng cơn mưa nghe bên ngoài sông thưa lắm, kêu là nhớ mãi ngày qua. Để bạn hát gì qua, bạn ngưng ấy, cái độ vang của bạn có chứ không phải là không, nhưng bạn nhát ấy. Thử lại đi. Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa lắm, khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua. Đó. Đó, bạn hát mạnh lên là bạn nghe giống liền đấy chưa? Hát mạnh lên là giống liền. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chị Như có một cái signature vô địch. Đó là cái vụ luyến hai nốt. Bàn chân anh trên lối đi không thành, thành. Mà rất là nhanh. Chứ không phải là thành. Là thành. Không có chậm như vậy. Bàn chân anh trên lối đi không thành, thành, thành. Rất nhanh và gọn thì nó mới đúng. Còn anh trên lối đi không thành là không đúng. Nó cái đó là trấn thành chứ không phải là không thành. Đúng rồi. Bàn chân anh trên lối đi trấn thành. Em chỉ cần làm được cái điều đó thì em sẽ giống chị Như khủng khiếp lắm kìa. Và chắc chắn là em sẽ là một trong những người sẽ lọt vào vòng chung kết. Trời ơi, hứa hẹn dữ ta. Mời giám khảo Hoa Nhật Nam ạ. Chị Như Quỳnh đúng là chỉ có đánh hông và một vài cái tiểu tiết nhỏ, nhưng mà rất lôi cuốn và quyến rũ. Cái miếng không thể nào có thể di chuyển được. Chắc bình thường cổ cũng ít nhảy lắm. Phần gương mặt á. Gương mặt. Những cái gương mặt mà giống y như là mình hát, mình thủ thỉ với cái người khán giả. Và cái đôi mắt giống như mắt bồ câu và mắt nai đôi khi nhướng lên một chút xíu, để mà giống như là mình đang nói với một cái người tình. Thì những cái đó em làm rất là ra. Có một cái đặc trưng mà cực kỳ lớn của cái bài này là chị hát. Mỗi lần mà chị đồng tình gì với người ta là không thành, không thành. Lúc nãy Kim Yến có làm chị có làm đầu, đó. Kim Yến có làm cái điều đó là bạn làm tôi thấy nó mắc cười đó, là rất là giống là bạn lúng nẹo gái mà nhõng nhẽo ghế với điều ông điều trai không thương gái chịu gái. Cái điều nhiều lúc cô Minh Tuyết cũng vậy thôi. Trời ơi, cô Minh Tuyết cũng vậy thôi. Trời ơi, bà Tuyết ở nhà bà là cục kiểu dẻo. Lại qua tới tôi rồi hả? Cục kiểu dẻo lại qua tới tôi rồi hả? Thật sự ra thì phải cảm ơn lời nhận xét chân thành của ban giám khảo để giúp cho bạn có cái cơ hội được thay đổi bản thân mình nhiều hơn nữa nếu như mình có cơ hội bước vào vòng trong nha. Một lần nữa xin được chúc mừng cho Hoàng Kim Yến. Em ơi thức trọn đêm này, mình trong giây phút biệt ly nghẹn ngào. Nghẹn ngào cho lệ hẹn mình,
đã yêu rồi, mai đây xa cách phương trời, tình chia hai lối, em có buồn không? Yêu em anh khổ thật nhiều, mà anh không trách rằng em phụ tình. Cành vàng phải tựa lâu son, còn anh thì vẫn tay chẳng tay hoài. Mơ chi gác tia son vàng, nên nay anh đứng ruột nhìn nàng ra đi. Đêm nay chân sấm tàn trên phố nhỏ, những kỷ niệm êm đềm ngày hai đứa yêu nhau, anh xin gửi lại em. Em ơi, hai quả tim vàng, một căn nhà nhỏ chỉ là hư vô, nên anh mới hiểu được rằng tình trên nhân thế chẳng đẹp như thơ. Yêu em anh quá say khờ, chiều cao té nặng ai ngờ đâu em. Đêm nay chân sấm tàn trên phố nhỏ, những kỷ niệm êm đềm ngày hai đứa yêu nhau, anh xin gửi lại em. Em ơi, hai quả tim vàng, một căn nhà nhỏ chỉ là hư vô, nên anh mới hiểu được rằng tình trên nhân thế chẳng đẹp như thơ. Yêu em anh quá dài khờ, trèo cao té nặng ai ngờ đâu em. Yêu em anh quá dài khờ, trèo cao té nặng ai ngờ đâu. Đó chính là Văn Thâm. Xin được cảm ơn anh đã hóa thân thành ca sĩ Ngọc Sơn. Đúng nghĩa là bộ đồ này của anh Sơn thiệt ha. Xin được mời giám khảo Hoàng Nhật Nam trước đi ạ. Bộ đồ thì rất là khoe cơ bắp và có phần áp đảo giám khảo. Anh Thành rời qua không có gì hết. Anh ba Ngọc Sơn, thời tuổi trẻ của ảnh thì ảnh tập tạ mà, cho nên là cơ bắp và body rất là đẹp, cho nên là có những cái bộ trang phục như này để mà ảnh khoe về mặt hình thể. Hôm nay chưa gặp thần tượng nhưng mà bận đồ của thần tượng rồi đó. Có biết bao nhiêu người muốn bận đồ thần tượng mà không có được. Anh ba rất rất là nhiệt tình luôn. Tôi cũng muốn mượn sóng truyền hình hôm nay cũng để chia sẻ một chút cảm xúc của mình về anh ba trong cái đợt Covid vừa rồi. Khi mà được biết những cái thông tin chương trình Đà Nẵng Quảng Nam Triệu Con Tim Hướng Về, anh muốn là sẽ gửi một cái số tiền thật là ấn tượng vào để làm nổ tài khoản đó. Mà chưa hết, về sau ảnh còn alo: Nam ơi, em cho xe qua nhà anh để mà chở rất nhiều những cái khẩu trang rồi những cái nước rửa tay. Có nghĩa là rất rất là nhiệt tình luôn. Đối với Văn Thập, trong tiết mục vừa rồi anh cũng như các vị giám khảo còn lại cũng cảm thấy mà chưa được đã lắm. Vì mỗi lần anh ba mà ra, bất kể bài vui thì mình có quá nhiều thứ để có thể xem thưởng lãm. Có nghĩa là thiên biến vạn hóa lắm. Mình không biết là
ảnh sẽ làm cái gì tiếp theo đây. Kể cả một cái bài rất là giai điệu rất là chậm hoặc là rất là buồn cũng vậy. Có rất nhiều những cái chiêu để diễn. Thì tuy nhiên là trong bài này anh thấy cái năng lượng của em nó chưa được tập hợp một cách đầy đủ, kể cả từ giọng hát cho đến cả cái phong thái hoặc là cái ngôn ngữ hình thể bên ngoài. Và đặc biệt nữa là cái sự lặp lại của một vài cái động tác trong một vài cái đoạn điệp khúc á, là nó cứ lặp lui lặp lại tới hoài nhiều. Thì nó giống như tạo cảm giác nó em làm giống như là làm trong vô thức á, nó không có thực chiều sự sâu. Có chứ chiều sâu trong đó. Hát như con mannequin vậy, chỗ nào lên cao không đưa lên, chỗ nào hát thấp không đưa xuống. Cái hồn bên trong không có. Dạ, anh Nam nói nào ngay thì cũng có lý do. Tại vì Minh Xù biết trước khi lên sân khấu cũng có vấn đề từ phía gia đình. Thế không biết là cái vấn đề đó đã giải quyết xong chưa? Cũng phần một phía tâm lý bên gia đình. Thật sự mà nói, em đi thi này á là em trốn vợ em đi. Trốn vợ hả? Vợ em không cho em đi. Em đi lên đây á, thật sự mà nói, hai ngày vợ điện lên là vợ khóc. Vợ cứ khóc à, em không biết nói làm sao nữa. Đồng cảm lắm, vì thật sự là nếu như mà vợ giận á, mình không có làm gì nổi trơn. Đúng anh. Thiệt sự, đầu óc bấn loạn. Bây giờ muốn làm câu thơ mà vợ nó đang giận. Thiệt thơ tứ ý tứ văn gì hèn là chi? Đổ sông đổ biển hết. Mùa này ngồi mấy tập rồi mà mới làm được có một bộ thơ, có một bài thơ à. Mùa này là bây giờ là chỉ có làm thêm thôi chứ đâu làm thơ. Mình cũng biết là anh Văn Thập cũng rất là thương vợ đó. Vậy thì nếu như mà được tiến vào sâu hơn chung kết, vợ vẫn cứ khóc, đợi anh phải về thì anh phải như thế nào? Đang chung kết, Ngọc Sơn gì biết rồi. Ngọc Sơn xin kính chào nhỏ kia đứa ơi. Đúng không? Cái chương trình này bây giờ muốn vô vòng trong còn phải qua cửa vợ con nữa hả? Và nếu mà em có cái cơ hội được may mắn vào vòng trong đi tiếp nữa, có lẽ là mình nói vợ sẽ hiểu hơn. Và Thành ở đây Thành cũng nói mong cô vợ hiểu. Tại vì á, khi sống với nhau mà cái việc tồi tệ nhất là cái việc bắt một người từ bỏ đam mê của mình để sống với cái người còn lại. Chúc vợ chồng anh Văn Thập cùng với vợ luôn là hạnh phúc. Dạ. Và xin kính thưa quý vị, chuyên mục tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình xin được khép lại tại đây. Vâng. Tôi báo cho bạn biết một tin hung tin nè. Là bạn hát hay lắm đó. Trời, vỗ tay. Cho nên á, là bạn phải hiểu bạn đang làm gì. Khi bạn bắt chước cái người thần tượng mình, bạn phải bắt chước từ trái tim ra. Chứ không phải là bạn chỉ bắt chước được cái giọng rồi giơ tay lên giơ xuống mà không hiểu tại sao mình làm như vậy, thì cái điều đó vô nghĩa. Đại diện cho những người chồng đã tâm sự rồi, dạ mời đại diện cho phái đẹp phụ nữ, dạ mời chị Minh Tuyết. Hát thì tôi có một cái cảm nhận như vậy, mà nói ra không biết hai người này có cười tôi không. Thì cái cảm giác của Tuyết á, là khi Thập hát á, giống y như là mình kêu một người bấm huyệt cho mình ấy, người ta rờ chúng cái huyệt nhưng mà người ta không bấm. Nè massage là người ta massage đúng á, làn dày à, bóp vô ẩn vô à, nó mới thấm, đã, nó mới thấm. Không, còn mấy bạn mà hát bài nãy massage em gì nè vậy khêu đó. Khêu thôi ừ đó rờ vậy nè, có nghĩa là bạn đã biết cái cách của anh Sơn, ảnh hát là cái khẩu hình cái chỗ đó như thế nào, nhưng mà bạn làm nó không có thực sự đúng 100%. Có là bạn rờ đúng cái huyệt nhưng bạn không có nhấn vô, không có sâu, nó không có sâu, nó không có tinh tế, thì mình cứ cảm nhận nó như là xoa xoa bên ngoài ấy. Nãy vợ điện lo một, nhận xét xong vợ lo hơn. Quý vị thân mến, có vẻ như là vòng đầu tiên, vòng lộ diện của 4 thí sinh tuần này cũng đã cướp hồn của ban giám khảo, đặc biệt là tất cả quý vị khán giả rồi. Và hãy chờ đợi xem vòng thứ 2, vòng hòa thanh, những cặp song ca của chúng ta sẽ trình diễn như thế nào. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng đến với bộ đôi đầu tiên, đó chính là Hoàng Kim Yến cùng với Văn Tuấn, thông qua việc hóa thân thành hai nghệ sĩ thần tượng của mình, đó chính là Trường Vũ và Như Quỳnh. Xin mời tất cả quý vị.
không giờ rồi em ngủ đi thôi. Hỡi đâu mà lo lắng em ơi, thà nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu con đổi thay màu. Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Không giờ rồi anh biết chưa anh, sao anh còn thao thức trong đêm. Bọn mình nghèo túng để cho quên, ngày sau giàu có mới thương thương. Thôi em đừng buồn nhé em. Hay quá. Anh ơi, anh suy nghĩ chỉ từng giờ, cho em gối chăn hừng hờ, gần nhau những bơ vơ tối lắm. Em ơi, dặn trời xin voi xin cỏ, đâu ai đói mà em lo. Em thao thức hỏi thêm ôm o. Không giờ gì ta ngủ cho say, mai đây còn lo kế xin nhai. Bọn mình giờ giấc trắng đôi tay, vẫn tin hạnh phúc ở tương lai, không bao giờ tiếng dạng phai. Giống chưa kìa. Không giờ rồi anh ngủ đi thôi. Hỡi đâu lo lắng anh ơi, thà nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đổi thay màu. Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Anh ơi, anh suy nghĩ chi từng giờ, cho em gối chăn hừng hờ, gần nhau nhưng bơ vơ tối lắm. Em ơi, dặn trời xin voi xin cỏ, đâu ai đói mà em lo. Em thao thức hỏi thêm ấm o. Không giờ rồi ta ngủ cho say, mai đây còn lo kế sinh nhai. Bọn mình giờ răng trắng đôi tay, vọng tình hạnh phúc ở tương lai, không bao giờ tình nhạt phai. Bọn mình giờ răng trắng đôi tay, vẫn tin hạnh phúc ở tương lai, không bao giờ tình nhạt phai. Trời ơi, trời ơi, trời. Chúng ta vừa lắng nghe nhạc phẩm Không Giờ Rồi, một sáng tác của Vinh Sử, qua phần trình bày của hai giọng ca Trường Vũ và Như Quỳnh. Tốt nghiệp, không thi nữa, đi về. Rồi đi vô luôn, đi vô luôn. Vô vòng trong rồi. Em thấy là tập này có vẻ rất là phấn khích với bộ đôi đầu tiên rồi, xin mời các anh chị. Tê tay tê chân luôn. Nãy giờ vỗ tay rát tay bực mình. Hay quá. Hay khủng khiếp.
Chưa bao giờ có một cặp mà thí sinh nào mà hát chắc tay mà quyện nhau như vậy. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ có trong lịch sử của ca sĩ Tân Tú. Tuyệt vời. Nổi da gà, khủng khiếp. Các bạn không giống thì thôi, đoạn nào giống thì giống thiệt là giống. Cái đó nó mới làm cho người ta thổn thức. Nói chứ các bạn vẫn có những khuyết điểm. Thành nói trước về bạn Kim Yến. Kim Yến có cái giọng soft mà cái đoạn ngân hơi á của chị Như Quỳnh, cái đoạn mà bạn thả hơi rất là giống chị Như. Bạn muốn giống chị Như nhiều hơn nữa, bạn phải hát nhấn nhiều hơn. Và quan trọng, Như Quỳnh có một cái điều mà trời phú mà không có nhiều ca sĩ có, là mặc dù giọng thì mỏng nhá, nhưng mà cái chữ phát ra cái âm thanh dày cui và vang khủng khiếp. Và chị Như hát á, rút ruột rút gan, nó đau ở trong ruột, trong gan, cái đau ở đâu mà 30-40 năm ba dồn mà hát lần một. Cho nên phải làm được cái điều đó. Hát mạnh miệng lên, tôi dùng từ là hát mạnh miệng lên. Thành dùng câu đó rất là đúng. Cứ bị sợ, bị nhát cái gì. Em hát giống chị Như bây giờ lắm luôn á, yeah. Giống lắm, nhưng mà tại vì chị nghĩ em đang nhát. Cho nên á, nếu mà em chị nói nôm na là cho thêm chút xíu muối vô nữa. Đúng, nêm canh mặn hơn chút xíu cho tôi. Rồi bây giờ nói tới ông Trường Vũ. Cái âm thanh phát ra xuất sắc. Chất lượng âm thanh về audio của bạn là 4K Full HD. Vang, trong, dày, đúng cái chất lượng âm thanh của anh Trường Vũ phát ra luôn khi hát live. Đẹp như vậy luôn á. Hát mà hay tới mức độ nổi da gà mà. Động tác, cử chỉ, nó ngấm vào từng tế bào của bạn rồi, không bàn nữa nha. Bây giờ sắm cái nanh heo. Cái nanh heo đeo vô là ngon. Mai mốt mà nếu hai người có song ca với nhau ấy, tại hồi nãy tôi thấy rõ ràng là Kim Tuấn có nhắc khéo Yến là đi lên, phải không? Anh Trường Vũ không bao giờ nha, chỉ có chị Như nhắc thôi. Không bao giờ anh Vũ, anh chủ động một điều gì hết. Phần lớn là chị Như chủ động. Vậy mai mốt bạn muốn cái chương trình, cái phần thi bạn có điểm á, là cái đoạn bà Yến bà lên, bạn đựng lên. Cái bà Yến bà giả bộ kéo Vũ. Tại vì... Chết rồi chị Tuyết, sao tự nhiên cái tập này chị khó quá vậy chị? Không phải. Vì chị quá thân nhỏ. Hai người đó cái... Thương á, thương mình á. Thương mình cho rôi, cho vọt. Là như thế. Vậy là chắc dòng sau rớt, rớt, rớt. Tại soi kỹ lắm. Cái mình góp ý nhiều nhất ở bạn Văn Tuấn ấy, là mình không thấy được cái hình ảnh của anh Trường Vũ trong bạn. Cái bề ngoài ấy, cái phong cách ấy. Tại vì anh Vũ á, anh ra sân khấu á, anh cứ... Anh không có nhìn lên. Cái đó là do đặc trưng về cái khuôn mặt của ảnh với cái đôi mắt của ảnh á. Cho nên nó sẽ tạo ra một cái dáng vẻ như là đang thẫn thơ gì đó, vô định. Nhưng mà Nam nên nhớ là bạn có giọng hát giống anh Vũ rồi nè, ngân câu này nọ chữ giống rồi. Bây giờ mình cần nhất là cái linh hồn. Cái dòng sau bạn lấy hai cái băng keo bạn dán trong mắt nó sụp xuống. Đứng á, là cái đầu lúc nào phải đưa ra phía trước nè. Đúng rồi đó. Không mà anh Vũ bước ra sân khấu làm sao? Nhìn qua nhìn lại chứ không giờ nhìn hướng hết đó. À, em ơi. Kiểu vậy đó, cái mặt phải vậy đó. Anh Vũ là vậy. Sao anh thấy giống hơi giống Mr. Bean vậy? Đâu có, Mr. Bean là Mr. Bean là rối lắm. Nhưng mà anh Vũ là anh bình tĩnh lắm. Anh rất là bình tĩnh, đúng. Anh Cường Vũ nha, mà cầm cái micro đang hát nè, ra có người đó, kiểu mà đó, giật cái micro chạy đi luôn. Cái tay vẫn để vậy. Thôi cho nó đó, kiểu vậy đó. Kiểu vậy đó, phải bình tĩnh cỡ đó đó. Đó. Chứ còn mà em bước ra sân khấu mà mắt em nó lanh quá hoặc là em chủ động quá, cái đó hoàn toàn không phải anh Trường Vũ. Mặc dù ảnh không phải là ảnh không biết đâu nha, nhưng mà đó là cái phong cách, cái style của ảnh, cái style của ảnh. Bạn cần nghiên cứu thêm về cái đó. Là Tuyết muốn bạn là càng vô sâu vào vòng trong, bạn khắc phục những điều đó để bạn có thể hoàn hảo và mình có thể chiếm cái vị trí cao nhất chung kết thì sao, đúng không à? Cái chương trình này đáng lẽ là phải đổi mùa sau, phải đặt tên là ca sĩ tường tận chứ không phải ca sĩ tận. Là phải tường tận từng chi tiết mới dính. Anh Nam, mời anh chia sẻ cảm xúc của mình ạ. Anh Trường Vũ đúng là người Việt mà gốc Hoa, cho nên là thường là trong cái giai đoạn đầu tiên Nam tìm hiểu là anh sang bên Mỹ, thì những cái lúc mà tập hay là thu âm, thu ca, những cái bản thu đầu tiên là rất là khó khăn luôn. Bao giờ cũng sẽ có những người thân thiết để mà phụ giúp cùng hướng dẫn cái cách thu làm sao đó để mà có thể phát âm được cho nó tốt. Và
Sau đó thì ảnh cũng có tìm học, và thầy Chế Linh á, cũng là một cái người thầy mà giúp cho anh Trường Vũ rất nhiều trong cái việc là phát âm rồi nhả chữ luyến láy. Cho nên là mình cũng thấy là đâu đó cũng có cái sự ảnh hưởng, nhưng mà cái hướng đi của ảnh chọn thì nó cũng tạo nên một cái gọi là cái dấu ấn cá nhân riêng. Thì điều đó cũng là một cái điều rất là đáng để chúng ta học hỏi. Và quay lại với hai em thì thật sự với bản thân anh thì anh cảm thấy rất rất là hài lòng, cũng như là cảm thấy là dồn hết những cái tình cảm của mình trong cái phần mà thưởng thức. Tính ra là cái vòng lộ diện đầu tiên thôi mà như thi chung kết chứ gì nữa. Dạ, bởi vì giỏi quá mà cũng là một món quà cho các bạn, bởi vì là các bạn nhận được rất là nhiều ý kiến đóng góp rất hay. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Quý vị thân mến, cặp đôi đầu tiên của chúng ta trong vòng thi đấu thứ hai là màn hòa thanh đã gây được quá nhiều ấn tượng dành cho ban giám khảo rồi. Và chúng ta còn cặp đôi nữa, đó chính là phần song ca của Ngọc Sơn cùng với Trường Vũ, để xem Văn Sĩ và Văn Thập sẽ trình bày như thế nào. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi nhé. Tôi nghèo em cũng chẳng cao sang, tay chẳng cùng nhau dệt mộng vàng, hôn lễ nghèo nàn em chỉ ước cặp áo thiếu hoa khôi bé bàng. Với nàng hai đứa nguyện yêu nhau tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu, để giao ước tôi trao nàng nhẫn cưới, em cũng tặng tôi khăn hồng thiêu cành hoa mai. Tôi vốn nghèo em cũng chẳng cao sang, tay chân cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng, ngày hôn lễ em không đợi châu bao, chỉ ước một đôi áo thiêu để nhớ duyên đầu. Ngờ đó dây đứng lìa đàn, chưa vui đã sầu chia phôi, vội đi bỏ đôi áo mới, ai mặc bây giờ em ơi. Tôi thẫn thờ nghe tiếng hàng thông reo, quá là thương khi nắng ngả về chiều, nhìn đôi áo tôi thương về dì vàng, nhớ vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng.
ngờ đó dây đứt lìa đàn nổ hoa chưa thắm vội tàn chưa vui đã sầu chia phôi vội đi bỏ đôi áo mới ai mặc bây giờ em ơi tôi thẫn thờ nghe tiếng hàng thông reo thương quá là thương khi nắng đã về chiều nhìn đôi áo tôi thương về gì vắng như vẫn còn trông thấy em mặc lê tơ hồng nhìn đôi áo tôi thương dì vang như vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng. Trước tiên là tôi muốn khen hai người đều là hai người rất là dũng cảm. Là tại vì đứng trước một cái con ma đơ canh có thể hát rộn vẹn bài hát thì đó là một sự dũng cảm. Mà còn nhìn ma đơ canh để biểu diễn nữa. Trời ơi, ông Trường Vũ nắm tay tôi hú hồn. Ông Sĩ ông nắm cái tay tôi sợ muốn chết. Cho nên đứng vỗ tay. Cái mặt bao nhiêu nè. Vỗ tay ủng hộ tinh thần nhé. Vỗ tay. Văn Sĩ văn thật. Và báo nhẹ một tin chấn động. Chết. Báo một tin chấn động. Là ông này hát có cái để chiến đấu dòng kia. Hay quá. Có đồ chơi. Văn Sĩ đó. Nếu mà nói cái anh kia là Trường Vũ hát live và Trường Vũ today thì bác sĩ của chúng ta là Trường Vũ Thu Voice, Thu Audio và Trường Vũ Yesterday. Wow. Hồi xưa anh Vũ là hát như vậy nè. Gần đây càng ngày ảnh càng tỉnh lược lại cái cách hát ảnh đơn giản hơn, bớt đại chữ hơn và rõ hơn. Đó là gần đây anh Vũ giống như kiểu người ta nói gừng càng già càng cay ấy, là người ta trải đời nhiều hơn, cái độ thấm cuộc đời trong anh Vũ nhiều hơn, nên anh Vũ hát gãy gọn hơn và sâu hơn. Nhưng mà nói vậy không nghĩa anh này anh hát không sâu, nhưng mà tại vì ảnh bắt chước cái style của anh Vũ khi thu âm. Dạ. À, còn cái anh kia anh hát theo cái style của anh Vũ khi hát live ở sân khấu. Đó. Nhưng mà cái cách anh này anh nhả chữ nhiều, cái chữ nó giống khủng khiếp. Dạ, em cảm ơn anh Thành. Còn về phía anh Ba Ngọc Sơn sao anh Thành? Anh này anh có một cái lợi thế là cái gương mặt ảnh khi hát là giống anh Ba khủng khiếp. Nhìn vô là biết anh Ba liền. Thế nhưng có một cái khuyết điểm cho bạn này là bạn này không tự tin lắm. Thì bạn quá tập trung cái khẩu hình bắt chước anh Ba, cho nên cái phát âm bạn có vấn đề. Anh Ba đó thì cũng có những cái lúc anh sẽ phát âm là ngờ đâu dây đứt lìa cành không à, thì người ta là không. Còn anh Ba là không à, nó hơi ngang ngang. Mở ngang. Nhưng anh đóng cái chữ à. Chính xác. Anh ngang ngay lúc đầu nhưng mà cái cuối anh đóng cái chữ à nghe. Anh Ba hát phát âm rất là chuẩn nha. Anh Ba hát là ngờ đơ đơ nhưng mà vẫn có cái chữ U ở đằng sau nha. Đúng rồi. Dây đứt lìa đàn nhưng mà nó vẫn là đàn. Nó vẫn có cái chữ N. Còn bạn là ngờ đơ dây đứt lìa đàn. Đúng rồi đó. Không giống anh Ba nhiều nhưng mà cái âm sắc bạn bắt trước á thì có. Cho nên nếu mà bạn để ý cái chỗ đó một chút xíu, bạn phải để ý. Ví dụ như là ngờ đâu là cái cuối cùng là u, phải không?
dây đứt. Đứt là cái lưỡi bạn phải chập lên cái môi, cái nướu trên. Dây đứt lìa đàn, đàn. Lưỡi phải chập môi lại để đóng cái chữ N lại. Phải để ý mấy cái đó. Cái thứ hai, anh ba là chữ cuối là ngân, là phải rung. Anh ba không có ngân thẳng, nhưng ba ngân là yeah. Bây giờ em ơi, ơi, ơi. À, hay quá ha, cái tay là rung được, cái người rung luôn. Nó bây giờ em ơi, là anh ba là hay vậy. Đó. Hay quá, hay quá. Chứ không phải là bây giờ em ơi, không không có ngừng cái yeah. Anh ba là ơi đó không nghe... cái ơi này là bây giờ của anh ba, nhưng ngày xưa anh ba không có dạy. Không thì đúng, nhưng mà ý là mình đó là mình đã thi mà giáo yeah. ứng chút xíu, kiếm cái gì đó nó thú vị hơn, tùy bạn chọn thôi, mình không bắt lỗi. Bây giờ mà bạn hát lại mà bạn gọn chữ lại chút xíu cho mình được không, để xem thử xem sao. Ngờ đâu xây đức lìa đàn, đó nụ hoa chưa thấm vội tàn, đó chưa vui đã sầu chia phôi, vội đi bỏ đôi áo mới ai mặc bây giờ em ơi. Đó hay mà, để nghe nó đỡ hơn rồi đó. Hay thế. Vỗ tay, dạ. Thế mới có ba giám khảo Thị Phạm giúp các bạn thí sinh học được nhanh hơn. Anh Nam, mời anh chia sẻ cảm xúc của mình ạ. Cái ý tưởng mà dàn dựng thì đúng là cái MV của anh Trường Vũ là có tới hai cô mannequin lận, mặc hai cái chiếc áo, thì tượng trưng cho giống như trong cái lời bài hát là có hai cái chiếc áo cưới mà cái cô gái với chàng trai từ cái thuở gọi là hàng vi, gọi là thề non hẹn biển với nhau, nhưng mà cuối cùng cũng không thể nào mà thực hiện được cái lời hứa đó. Cuối cùng thì cô gái cũng ra đi và để lại một cái lời ước thề và dở dang. Có thể là cái ánh mắt của cổ sau khi đau đớn vì cái nỗi đau đó, cho nên là cổ cũng cái gương mặt cổ không thể nào mà cổ vui vẻ hơn được. Có thể lý giải điều đó, nhưng mà cũng khá khen cho hai thí sinh chúng ta nhìn cô mannequin nhưng mà vẫn tưởng tượng người yêu cũ. Cái cô mannequin đó cái mặt cổ buồn là do khi mà anh mua đó, anh mua lúc on sale. Không cho phải nên... Thật sự là cũng phải nói luôn là để quý vị khán giả thương, là cái mùa Covid vừa qua, 2 năm vừa rồi á, thiệt sự là nghệ sĩ tụi tôi rất là cực khổ, ekip sản xuất cũng vậy. Dạ. Và đó đáng ra là phải hai cô mannequin mà chỉ có cuối cùng còn là phải cắt còn một cô. Quý vị thấy không? Người ta là chỉ có cắt lương hay là cắt bớt nghệ sĩ trong chương trình, bây giờ mannequin mà còn bị cắt. Cái gì, cái cục của tôi trước kia, trước đây tôi còn bị cắt nữa kìa. Đây, đáng ra nhà may là phải may đủ hai cái ve, mà hôm nay là chỉ đủ trả tiền trả một cái ve thôi. Bình thường là mấy mùa trước á, tới giờ này là được mời Yến ăn rồi. Đó. Bây giờ có được gì bây đâu. Bây giờ mũ chôm cũng có. Từ đó mà Yến. Thiệt sự là cái mùa vừa rồi á là nghệ sĩ rất là khổ cực. Chỉ có nhà hàng của Trấn Thành là khách vẫn nườm nượp. Đó, bởi vậy. Đề nghị Cam quay cận vào cái hột xoàn lấp lánh kia. Cái này mua trước dịch. Mắc dịch là hết mua rồi. Cái cô Mai Đơ Canh đó, tại sao cô buồn? Cái mặt cổ là mặt đại diện cho nghệ sĩ trong mùa dịch đó. Dạ. Mình bàn lại về chương trình đi. Tiết mục tứ ca, gọi là chưa biết mèo nào cắn miễu nào cả. Mới mở màn thì đôi khi mình sẽ có một cái phút giây sao nhãng, nhưng mà sang tiết mục này thì đã thấy anh văn sĩ có phần tự tin hơn và đã gọi là khẳng định mình rõ ràng hơn. Em xin rút lại cái lời lúc đầu á về anh. Với em ấy thì em nghĩ là giọng hát của anh có độ vang chứ không phải là không. Anh bắt chước anh Vũ rất là giống, nhưng mà giống ở trong cái thời anh Vũ mới bắt đầu đi hát á, anh hát CD. Nhưng mà sau này ấy, anh Vũ ảnh từng trải nhiều hơn và ảnh có kinh nghiệm nhiều hơn, thì ảnh bắt đầu chia câu ngắt chữ nhiều hơn và ảnh nức nở nhiều hơn. Nếu anh muốn mà người ta nghe mà người ta cảm nhận được là anh Vũ ngay lập tức, thì anh dùng cái ngày xưa của anh Vũ cộng thêm một chút nức nở của anh Vũ bây giờ, thì anh sẽ ra anh Vũ của ngày xưa lẫn bây giờ. Đúng. Là nó hoàn thiện. Minh Sư ơi, một lần nữa tôi cũng phải than rằng thí sinh khổ cực quá, phải hát giống ngày hôm qua mấy mươi phần trăm, cộng với mấy mươi phần trăm pha chế với ngày hôm nay, phải vừa hát với bản audio, phải vừa với bản live ngoài sân khấu. Có nghĩa là hỗn hợp tất cả cái đó, bỏ vào máy xay, cân đo đong đếm như nào nó xay lên thành một ly sinh tố, đem ra cho giám khảo ăn. Trời,
Ăn luôn hả? Hay hay hay. Một tràng hổ tay chúc mừng cho hai bạn Văn Sĩ và Văn Thập. Hay quá, chúc mừng các bạn. Dạ, mời các bạn vào trong luôn.